sẽ chọn. Đó là cái chuyện mà thơ thì chú nghĩ rằng là cô tưởng đó là chuyện nhỏ. Trời đúng ơi, không tụi con? Không, không. Đúng không? My ơi đúng không? Ừ dạ rồi đó, con Ngọc. Dạ đi con nè. Dạ. Ok rồi đó, chú nghĩ rằng là cô Tường sẽ rất là giỏi thơ đúng không? Bây giờ ôi tụi con không biết là ngày xưa cô thi tốt nghiệp cô 5 điểm hả? Không sao, nhưng mà tài năng phát triển sau này tụi con ha. Bây giờ con giỏi rồi đúng không? Bây giờ chú chơi trước luôn đi. Chú ra cái câu này mà. Bây giờ chú sẽ có một câu thơ đầu tiên. Rồi mình sẽ cứ tiếp tục mình nói với nhau, đối với nhau, đối với nhau. Khi nào mà hết ai nghĩ ra được cái ý thơ rồi chết thì lúc đó người đó thua. Lưu ý không chỉ cô Thuyền thua nha. Sao mà tụi con biết được, cô còn không biết nữa. Thôi chú cứ chơi đi, rồi mình chú thắng luôn. Thật rồi. Ra đó cái này á là biên tập chuẩn bị chứ rồi. Bảo cũng chưa biết nữa. Okay, okay. Đó nên là thật ra bây giờ thì cũng hên xui đi. Chưa chắc ngày hôm nay sẽ là khách mời bị phạt hay là MC bị phạt nữa. Rồi bây giờ mình sẽ làm thơ thử ha. Mình làm nháp hay là chơi thiệt luôn nè, mình chơi thiệt luôn đi cho nó vui. Okay. Không, ha? Rồi ok, bây giờ câu thơ của mình sẽ bắt đầu bằng một dòng đó là: thơ tôi chỉ có 4 chữ. Thơ tôi chỉ có 4 chữ. Rồi, không bị giới hạn về cái chuyện là phải đảm bảo số chữ đâu. Tường có thể thoải mái. Bây giờ cho hai bạn cũng như là Tường. Thơ tôi chỉ có 4 chữ. Về đội luôn. Đó bây giờ tụi con có thể quay về cũng chỉ 4 chữ mà. Con nghĩ tiếp nha, ba tụi mình một đội, chú một đội. Okay. À, thơ chú chỉ có 4 câu. Thơ Tường cũng chỉ 4 câu mà thôi. Mấy cái này chắc tới ngày mai. Đây là tới ngày mai luôn. À, thơ Tường chỉ có 4 câu mà thôi. Thơ Tường cũng chỉ có 4 câu. Ê, thơ Tường cũng cô nói gì cũng câu. À, cũng có 4 câu mà. Quý vị khán giả ơi, cứu bảo với quý vị khán giả ơi. Ở đây là đồng minh tôi tới 2 người. Yeah. À, quên đó, nãy giờ Hà My tại sao con không đặt câu thơ? Không, không, cái này là 2 ba đứa chung đi. Ủa đây giờ là mình về chung một đội của dạ, cô Cường đó hả? Yeah. Chú sẽ bị phạt, chú sẽ bị phạt. Để chú nghe biên tập đang nói gì nè. À, đó thấy không, đồng minh của chú là nguyên biên tập luôn, đúng không? Mình là quá là nhỏ rồi. À, từ ban biên tập nhắc ra là mỗi người sẽ chơi một câu. Rồi mấy đứa nhỏ này sao biết chơi ta? Bây giờ hai bé về một đội đi. Chú sẽ chơi tiếp, chắc chắn là chú sẽ tham gia tiếp. Okay. Nhưng mà rồi. Hai bé sẽ về một đội và một câu rồi, nữa. Rồi. Thơ Tường chỉ có 4 câu. Không. Thôi chú chỉ có 4 câu, thơ Tường cũng chỉ có 4 câu. Thôi mà. Thơ Tường cũng có. Mà thôi. Tới con. Mà thôi. Không cần phải bó hẹp về cái chuyện là câu thơ đâu con, thoải mái đi. Thường thì thích ăn xôi gì đó. Hai đứa nhỏ mà khó đó. Có vần ôi trong đó đi, cái câu nào mà có cái vần ôi trong đó đi. Khó đó. Ví dụ như là cái từ thôi nằm ở cuối đúng không, thì bây giờ con có thể nói là cô Tường cũng thích ăn xôi. Chúng con cũng chỉ làm thơ thôi mà. Ủa đâu có, con phải là về câu con phải về câu 6 đúng không? Chắc, đúng rồi, nhưng mà nếu mình bắt buộc các bạn làm như vậy là khó lắm. Đó thì bây giờ em mới nói là hai bé nó còn quá nhỏ. Rồi vậy thôi mình cho qua thử thách đó đi ha Tường ha. Tùy anh à. Ok rồi. Thật ra thì lúc này thì cũng có một vài, nãy giờ mình bỏ quên khán giả, có một vài bạn nói rằng là Tường có thể gọi cho Subin được không? Để làm gì? Cho giờ cả... ông đi diễn rồi. Bây giờ này gọi cho Subin chắc là hơi khó nha. Ừ. Bây giờ mình có một cái thử thách gì đó. Bây giờ Hà My đi. Hà My có hay nói chuyện với chú Subin không? Dạ không. Rồi thế Bảo Ngọc thì sao? Cũng vậy luôn chú. Cũng vậy luôn hả? Thường thì bé Qué là được tới cái giờ tập mới gặp huấn luyện viên thôi. Thế còn ngoài ra thì giờ các con học, giờ các con đi tập vũ đạo rồi ABCD các kiểu đâu có thường à. Thật ra thì Bảo vừa nhận được một thông tin rằng là có một cái thử thách nhỏ nhỏ, nhưng mà sợ giờ này mình gọi Subin thì được không Tường? Mình gọi thử ha. Bin thì em không biết. Bây giờ mình giả vờ mình gọi một cái chuyện gì đó rất là đơn giản. Bây giờ mình nghĩ ra giờ nhờ Bin mua bánh tráng đi. Bây giờ mình mua bánh tráng cho Tường đi. Được không? Cái đó được không? Subin biết liền đúng không?
Không, Bin bây giờ có một từ hồi nghĩ chiều là... thì mới gọi Bin xong để tính bài cho mấy em bé, mà bây giờ gọi Bin nữa thì Bin chắc chắn là không nghe đâu. Chắc tại không. Vì ổng đang đi tập đi diễn mà hả. Hồi chiều mới gọi cho Bin để mà tính bài cho các con. Bây giờ gọi, bây giờ mình gọi thử ha, mình tìm cái gì đó thử đi, mình bây tính giờ trước sao? Đi nếu như mình nhờ gọi để làm gì mới được, gọi để mình làm gọi gì để các bạn ở đây hình như là chị gọi để cho anh Bin thôi. Đây là một giống như là bình thường á, khi một khách mời nào đó mà đến với gương mặt showbiz thì hầu như là khách mời đó đều có một cái cuộc gọi cho một người bạn của mình. Và thật ra cuộc gọi đó chỉ để cho anh thôi. Thường thì không thích gọi để cho anh chút nào, đừng sợ là người ta đang bận ấy mà mình không có nói cho người ta biết á. À ừ, cái cuộc gọi này chắc có lẽ là giờ này Bin thì mình gọi hơi khó thôi nha. Tuần, tại vì bây giờ ổng đang diễn á, hình như là chiều gọi thì ổng bảo là ổng đang ở ngoài Hà Nội, ổng đang diễn. Ok vậy thôi, về cái chuyện gọi này có lẽ là mình sẽ hẹn lại quý vị khán giả dịp khác đi, khi mà gặp của Cát Tường đi, tại vì thật ra gọi cho chú đi. Cô gọi cho chú hỏi là ôi bà rảnh quá nhờ, gọi cho tôi nhờ. Rồi, vậy thì có một vài khán giả cũng muốn rằng là Vũ Cát Tường sẽ có một bài hát gì đó hát chung với My và Bảo Ngọc. Nó bài hơi, gì có? Một phong cách hơi mới đi. Một bài phong cách gì đó hơi bài mới đi. Bài nào? À, hay là bài Cô Gái Ngày Hôm Qua của tụi mình đi. Có bạn nói rằng là có thể cho My với Ngọc đọc rap đi. Hả? Sẵn sàng không tụi con? Con Ngọc rap thì rap Hàn Quốc chắc là biết nhiều. Rap Hàn Quốc chắc là hai bà này chắc có một bài. Nhưng mà bây giờ bài gì? Cũng có qua của Blackpink phải không? Yeah. Bây giờ mấy đứa này là Hàn Quốc là yes. Hơn Nhật Bản. Yes. Đó thấy không? Kêu nó đọc bây Hàn Quốc nó đọc kìa. Rồi bây giờ cái chuyện về hai cái bài Blackpink đó bây giờ chú bỏ qua nha. Bây giờ tụi con thuộc bài Leader không? Không. Đã nghe chưa? Dạ, rồi, nghe rồi, chưa? Con nghe đọc vậy, con thấy cô Tường trong cái bài hát này có khác cho cô Tường bình thường có, không? Có, cô Tường rất là ngầu. Yeah. Rồi sao nữa? Còn swag, sao nữa không? Swag, swag. Yeah. Yeah. Swag. Rồi, thì vậy thì bây giờ có một cái bài hát nào đó mà mình có thể hát chung với cô Tường đi. Rồi, bây giờ chú hai sẽ cho... Hát bài... Con biết... Con... My thì biết bài Cô Gái Ngày Hôm Qua này. Dạ, con dạ. Biết bài gì? Con cũng biết bài đó. Bài đó đúng không? Dạ. Ba tụi mình hát chung bài đó. Ok chưa? Yeah. Ok rồi, nha. Ok. Được luôn. Con hát trước đi. Hai wow. Con hát trước đi. Không, con hát trước đi. Dạ, con hát đây nè. Đứng. Lân. À, bài mới vô sân à? Con chỉ thuộc mỗi điệp khúc. Cô và con sẽ hát điệp khúc. Ừ. Con hát đầu tiên đi. Lúc con thi, con thi bài lá cờ. Cô quên. Hai. Đứng chưa em lúc này. Ăn lên nào. Đừng khóc. Anh cười đây, chẳng tin em là đây. Tháng năm lăn khổ, đúng rồi. Những dấu vết trên gương mặt em vẫn ở đó in sâu và ngủ yên. Ngày thơ bé bên nhau, anh chẳng hay biết rằng mình yêu em. Hai đứa chính đi. Chỉ mong ta mai sau phút giây mình trở lại sẽ tìm thấy nhau. Vì chính em, cô gái ngày hôm qua, để nỗi nhớ trong anh thành mây. Vì chính em, cô gái ngày hôm qua, vẫn đến nói thương anh ngày bên anh, vẫn tiếng nói sao thân thuộc bên anh. Wow, cảm ơn Ngọc, cảm ơn My rất là nhiều nha. Rồi, hồi nãy khi mà tụi con ngồi ở ngoài bên đó đó, thì chú có nói với quý vị khán giả đầu chương trình này là ở gần cuối chương trình mình sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ cho cô Tường nữa. Cứ bắt cô Tường này, thật ra thì có làm khó được Tường bao giờ đâu, chưa làm khó được Tường nha. Bây giờ từ nãy giờ thì lúc mà hai bé hát thì Bảo có tổng kết được một vài cái thử thách, bây giờ mình chọn ra hai thử thách chính thôi. Tường có thể chọn một trong hai thử thách này. Ok, một là các bạn nói rằng là bây giờ hy vọng rằng là chị Tường có thể nhờ anh Bảo rằng nói với rằng là gọi điện thoại cho Diệu Nhi và nhờ chị Nhi cover một bài gì đó. Đó.
tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.